đang hoạt động tại số 172 phường Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh. Vậy khi nhắc đến Hạ Long, Quảng Ninh, bạn sẽ nghĩ ngay tới gì? Có một điều chắc chắn là bạn không thể không kể đến, đó chính là chả mực Hạ Long. Chả mực của bạn làm ra bị bở, không được giòn dai, bị khô khi xay và không được liên kết. Vậy làm cách nào để làm ra những miếng chả mực thơm ngon, đậm chất chả mực Hạ Long? Thì tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ ba sản phẩm phụ gia làm giòn chả ngon nhất hiện nay, đó chính là VFC K7, VFC Non Food và VFC MD tạo dai, tạo giòn và tạo dẻo. Nguyên liệu của bộ ba sản phẩm này thì đều được nhập khẩu 100% tại nước ngoài và được sản xuất tại Nha Trang. Với VFC K7 thì tạo độ dai, VFC Non Food thì tạo độ giòn và VFC MD thì tạo độ dẻo của thịt, khiến cho khi khách hàng khi thưởng thức thì vừa thấy được sự giòn dai dẻo trong từng một miếng chả mực. Cách sử dụng thì rất đơn giản, cho vào đầu quá trình xay và tùy từng sản phẩm sẽ có liều lượng sử dụng khác nhau. Khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể bạn để làm ra những thành phẩm ưng ý nhất. Ngoài ra, bộ 3 K7 Non Food MB còn ứng dụng trong sản xuất giò chả, nem chua, xúc xích hay lạp xưởng. Tất nhiên thì để miếng chả mực của bạn được nhiều khách hàng lựa chọn đến được trong mâm cơm gia đình thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như cách làm, độ tươi, độ ngon của mực, và phụ gia chính là tiền đề để hoàn tất nên điều đó. Ngoài ra, chúng tôi còn có các sản phẩm hương mực để tạo và dậy mùi hương mực cho miếng chả, cái chất bảo quản tự nhiên giúp cho thành phẩm giữ được mùi vị và hương vị lâu hơn. Để biết thêm công thức làm chả mực Hạ Long thơm ngon bằng ba phụ gia VFC, xin vui lòng liên hệ 0934561220 hoặc để lại số điện thoại dưới video này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho bạn. Chúc các bạn thành công với những gì mình đã hướng dẫn. Xin chân thành cảm ơn.